mọi người, chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và đã lâu lắm rồi Tiên mới ngồi trước video và quay cho mọi người một cái video nói về hành trình đi đẻ của Tiên. Tiên hứa là Tiên lên video này rất là lâu rồi, nhưng mà thật sự là ngày hôm nay Tiên mới có thời gian ngồi xuống để quay video cho mọi người. Vì mọi người biết là vừa sinh em bé thì nó sẽ có rất là nhiều thời gian bận rộn, và Tiên cũng không có thời gian nhiều để quay phim hay là quay vlog. Cho nên là ngày hôm nay quyết định là sẽ quay trở lại và trò chuyện cùng mọi người và kể cho mọi người về hành trình đi sinh bé Kaden của Tiên nha. Ok, let's get started. Thì trong cái video này á, thì Tiên sẽ thêm một vài cái hình ảnh để cho mọi người thấy được những cái hình ảnh mà Tiên trong phòng sinh. Tại lúc đó Tiên cũng không có mang máy vlog theo nên là Tiên chỉ quay một vài phân đoạn thôi, nhưng mà trên điện thoại thì Tiên sẽ quay nhiều hơn. Thì Tiên nhớ hôm đó là đêm ngày 17 là Tiên có dấu hiệu đau bụng nha mọi người, là khoảng vào 3 giờ sáng là bắt đầu nó 10 phút nó đau một lần, mà nó đau kỳ lắm, nó không có đau giống như là đau bụng bình thường mà Tiên nghĩ là có dấu hiệu sinh rồi. Hôm đó là 39 tuần 4 ngày rồi mọi người, là cũng sắp tới ngày sinh rồi, cho nên là Tiên cũng nghĩ là ok, đó là cái ngày mà Tiên sắp sinh, cho nên là Tiên mới chờ thêm chút xíu nữa để coi nó có đau hơn không. Thiệt ra nó không đau hơn mà nó cứ đau như vậy, 10 phút đau một lần mà không quá đau. Thì 5 giờ sáng thì Tiên kêu chồng Tiên dậy, kêu hai hồ là thôi anh ơi, em nghĩ là mình phải nên đi bệnh viện mình coi thử, chứ sợ là Tiên nghe nhiều người đẻ rớt rồi nọ, Tiên cũng rất là sợ mọi người, nhưng mà Tiên nghĩ là Tiên không có đẻ rớt đâu. Thì lúc mà vô khám thì bác sĩ nói là chưa có mở phần nào hết, nhưng mà có dấu hiệu là cơn gò rồi, cho nên là cho Tiên vào nhập viện luôn. Thì lúc đó biết là ok, mình sẽ sắp sinh rồi, thì mình Tiên chỉ nghĩ là quá lắm là đêm hôm đó mình sinh thôi. Nhưng không mọi người, nguyên một đêm, nguyên một ngày hôm đó Tiên đau nó cứ lăm răm như vậy hoài. Tiên ngồi Tiên chờ, nằm chờ, Tiên thấy ủa sao vẫn chưa sinh vậy, hay là mình sẽ bị trả về. Tại mình nghĩ là mình không sinh luôn, có nghĩa là cứ một hai tiếng, hai ba tiếng là bạn Tiên lại nhắn là sinh chưa, và Tiên vẫn nói là trời chưa, nó chưa có đau gì hết, nó còn bình thường lắm. Xong lúc đó là khoảng 11 giờ đêm hôm đó, có nghĩa là 6 giờ Tiên vô bệnh viện, 6 giờ sáng Tiên vô bệnh viện, thì 11 giờ đêm hôm đó nó mới bắt đầu nó đau giả man rồi mọi người, nó đau lắm. Nói chung là lúc đó là đau lắm luôn nha. Mà Tiên hỏi bác sĩ, vô khám thì bác sĩ nói là mới mở có 2 phân mọi người. Nói chung là cái khoảng thời gian mà Tiên ở trong bệnh viện nó rất là lâu, và lúc đó chỉ mới mở có 2 phân thôi. Và Tiên kiểu khi nào nó mới mở được 4 phân để mình được đi xuống dưới phòng chờ sinh để mình vô gây tê màng cứng, tại vì rất là đau, Tiên không chịu nổi. Sau đó thì Tiên phải đợi từ 11 giờ tới 3 giờ sáng, và cơn đau nó cứ như vậy, nó đau hơn buổi sáng gấp 100.000 lần. Nó đau mà Tiên phải nắm tay cái ổ Tiên chéo như vậy nè mọi người, Tiên không chịu nổi nữa luôn. Xong rồi lúc 3 giờ sáng là Tiên nói là Tiên chịu hết nổi rồi, bác sĩ khám đi. Thì lúc đó bác sĩ khám thì mới đỡ được 4 phân. Thì bác nói ok em, bây giờ chuẩn bị xuống phòng sinh nha. Thì Tiên mừng quá, Tiên nói trời ơi sắp được đẻ rồi, mừng quá má ơi. Xong rồi lúc mà xuống phòng sinh thì mới đầu vô gây tê màng cứng. Thì lúc đầu cũng nhiều người bạn báo Tiên là đừng có vô gây tê màng cứng nha, tại vì nó sẽ rất là đau lưng, rất là mệt. Và Tiên nói lúc đó Tiên không quan tâm nữa mọi người, Tiên nói không, quá đau rồi, không thể chịu nổi, Tiên bắt buộc phải vào, không vào là Tiên sẽ chết ở đây. Tiên nói gì luôn, nói chồng Tiên là anh ơi em xuống đi, em đau quá rồi. Xong lúc mà xuống mà vô gây tê màng cứng á, cái kim á mọi người gờ đau, nhưng mà Tiên nói thật sự lúc đó là không có một cái xi nhê gì đối với cơn đau đẻ mọi người, nó rất là bình thường luôn. Vô gây tê màng cứng cái là Tiên không thấy đau gì nữa luôn. Tiên ngủ được tới sáng nha mọi người. Tới sáng Tiên dậy Tiên vẫn chưa đẻ mọi người, Tiên vẫn chưa đẻ luôn nha mọi người, vẫn nằm trong cái phòng chờ sinh đó, vẫn cơn gò vẫn ở đó, nhưng mà vô gây tê màng cứng mình không có cảm giác gì. Rồi mãi đến 12 giờ trưa bắt đầu nó mới nở là thêm 6 phân. Rồi lúc đó là bác sĩ nói là à ok, vậy là nếu mà nở được 6 phân là sắp rồi nha, cố gắng nha. Thì lúc đó là bắt đầu gây tê màng cứng là cái thuốc nó vô level max 10 luôn. Mà lúc đó là Tiên bắt đầu Tiên thấy đau lại nha mọi người, là mở được 6-7 phân, bắt đầu lên 8 phân là bắt đầu đau lại, đau là cảm nhận được luôn, là bắt đầu chết là chết, sắp đẻ rồi. Thì tới 4 giờ chiều Tiên mới sinh được Kaden. Có nghĩa là Tiên ở trong bệnh viện chờ sinh là khoảng 30 tiếng đồng hồ. Lúc đó 4 giờ chiều hôm sau là ngày 19 tháng 12 Tiên mới sinh được mọi người. Nhưng mà trộm vía lúc mà Tiên rặn á, trong quá trình rặn á thì Tiên rặn rất là nhanh, Tiên rặn cực kỳ nhanh mọi người. Tiên rặn tầm 5-6 hơi là em bé ra rồi. Và
tiên đẻ em bé ra là em bé 3,6 kg. Thì lúc đó là bác sĩ đỡ đẻ với lại y tá này nọ kêu là trời, sao mà xuất sắc mà anh hùng quá vậy, 3,6 kg mà đẻ thường được là giỏi lắm. Lúc đó tiên cũng không biết là giỏi là kiểu gì, mà tiên chỉ biết tiên trặn thôi mọi người ơi. Mà tiên sợ lắm mọi người, tiên bị rạch cái tầng sinh môn nữa. Cho nên là lúc đó cảm giác như là cái rạch, lúc rạch tầng sinh môn không cảm giác, không có cảm giác gì nữa. Tại lúc đó là cái cơn đau đẻ nó đau quá rồi, cho nên là rạch tầng sinh môn cũng không có cảm giác gì hết. Nhưng mà lúc khâu tầng sinh môn thì có cảm giác nha, là có cảm giác đau nha. Đó, xong rồi lúc đó là bác sĩ phải chích hai cái thuốc cầm máu lên đùi tiên nè, một hai bên luôn. Tại vì máu tiên hơi loãng cho nên là chảy khá là nhiều. Mà cái lúc mà trước khi đẻ mà chuẩn bị rặn á mọi người, là y tá phải ngồi lên bụng tiên đẩy xuống như là mồi, đẩy xuống như là trời. Và tiên nghĩ sao mình có thể làm được vậy mọi người ơi. Mình tự thấy bản thân và những người mẹ khác rất xuất sắc để có thể có bầu và đẻ được á. Ý là nói chung là xuất sắc nha. Thì đẻ ra thì 3,6 kg. Thì lúc đó là tiên sẽ cho hình mọi người xem. Thì tiên bị bể mạch máu hết trên mặt mọi người, tại vì tiên rặn nhiều quá cho nên là lắm tắm li ti. Là sau đó thứ hai là tiên bị dị ứng nữa mọi người, và tiên bị dị ứng rất là nặng luôn, dị ứng mè đay nổi khắp người. Mà tiên không biết là tại vì thuốc kháng sinh, tại vì thuốc gây tê màng cứng, hay là tại vì cơ địa của mình nữa. Tiên cũng không biết, mọi người không mình cho tiên biết nếu mà ai có thể bị giống tiên rồi. Nhưng mà đó, nói chung là tiên bị như vậy đó mọi người, cho nên là cảm thấy như là sao mà đẻ xong rồi mà còn chưa được nghỉ ngơi mà còn bị ngứa nữa. Là mấy ngày đầu tiên là tiên ngứa dã man, coi như là tiên không có ngủ được luôn, mà người nó cứ gãi vậy đó. Đó, nói chung đó là cái hành trình đi sinh của tiên. Giờ sinh vất vả, nhưng mà lúc mà rặn đẻ thì chậm vía là rặn khoảng 10 phút là con ra rồi. Và sau đó thì khi mà tiên về nhà thì tiên cũng được nghỉ ngơi khá là tốt, tại vì tiên ở chung với ba mẹ chồng, cho nên là được ba mẹ chồng chăm sóc rất là chu đáo. Và ba mẹ chồng rất là thương cháu, cho nên là ba mẹ chồng cứ vô ra chăm cháu. Rồi xong rồi tiên có thuê bà vú nữa, cho nên là chậm vía một cái tháng đầu tiên là tiên được ngủ nghỉ rất là kỹ, và tiên cảm thấy ít mệt hơn đó. Còn bây giờ là bé cũng đã gần được 2 tháng rồi. Thời gian trôi qua rất là nhanh, nhưng mà tôi thấy là tôi mất tích trên YouTube 2 tháng rồi, là mấy bà kiếm tôi quá. Trời ơi, ghê chưa. Cho nên là hôm nay mới quyết định là quay trở lại để trò chuyện với mọi người. Thì video này là dành cho những bạn nào mà mới đẻ nè, thì tiên cũng sẽ chia sẻ thêm những cái sản phẩm mà tiên vừa mới sử dụng qua đây trong vòng 2 tháng đây thôi, mà tiên thấy là tiên rất là ưng ý và đáng đồng tiền để tiên mua. Đầu tiên á, thì tiên sẽ nói về sữa và bình sữa nha mọi người. Bình sữa thì tiên đang sử dụng cái loại bình sữa này của Pigeon. Đây, bình sữa này nha mọi người ơi. Thì cái bình này là Kaden chưa có sử dụng, nhưng mà đây là được nhãn hàng tặng cho tiên. Và đây là một cái nhãn hàng mà nói chung là rất là nổi tiếng cho mọi người rồi ha. Thì cái bình này là bình tiên mua nè, còn cái bình này là nhãn hàng tặng. Thì bé trộm vía rất là hợp tác với lại bình Pigeon nha, tại vì cái núm ti của nó rất là mềm á mọi người. Cho nên là đây nè, mềm lắm, cho nên là khi mà bé bú á là rất là hợp tác luôn. Cho nên là tiên highly recommend mọi người khi mà mấy bạn newborn á thì là có thể sử dụng bình này. Và cái bình thứ hai mà tiên sử dụng nữa đó chính là cái bình của Philip nha mọi người. Philip, cái bình thủy tinh nha, thủy tinh Aven. Thì lúc đầu á thì mẹ chồng tiên với mẹ tiên á đều thích là bình thủy tinh, tại vì thứ nhất là nó vệ sinh rất là sạch sẽ. Nhưng mà sau một tháng sử dụng á thì thật sự là tiên cảm thấy như là nó sạch sẽ thật, nhưng mà để con mình á, đôi khi á, khi mà nó bú á, nó rất là vặn vẹo này nọ, thì đôi khi nó dễ rớt và nó bể. Cho nên là tiên thấy là tiên sẽ muốn sử dụng bình nhựa hơn, tại vì bình nhựa này cũng là nhựa PPSU, cho nên nó rất là sạch và cũng như là rất là phù hợp cho em bé, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Đó là về hai cái bình sữa mà tiên sử dụng rất là nhiều thời gian vừa qua, và tiên highly recommend cho mọi người. Cái thứ hai nữa là sữa. Thì dòng sữa mà tiên sử dụng 2 tháng vừa qua đó chính là dòng Aptamil số 1 này nha mọi người. Từ 0 đến 6 tháng ha. Thì tiên sử dụng song song cái dòng này với lại cái dòng 0 đến 12 tháng. Thì tiên cảm thấy như là bé rất là hợp tác, bé không có bị táo bón hay là kiểu không có lên ký. Tháng đầu tiên thì bé lên được 1 kg, trộm vía thì bác sĩ kêu là như vậy cũng khá là tốt rồi. Cho nên là tiên nghĩ là đây là một trong những cái sữa mà tiên cảm thấy rất là chân ái. Tại vì bình thường nếu như một tháng đầu mà bạn không hợp tác á thì maybe là cái sữa nó sẽ không có phù hợp và tiên phải đổi sữa. Nhưng mà trộm vía thì bạn khá là hợp tác với lại sữa này, cho nên là đây là một trong những cái hãng sữa mà tiên highly recommend mọi người nha.
Cái này thì có thể bán ở Shopee hoặc là con cưng gì đó, mọi người có thể lên đó xem ha. Rồi cái thứ ba là phải kể đến sữa tắm. Sữa tắm thì Tiên order cái này nha mọi người. Đây là dòng Noodle & Boo. Cái hãng này thì Tiên order bên Mỹ về mà Việt Nam cũng có bán á. Nhưng mà cái mùi thơm lắm, cái mùi giống như là phấn em bé vậy mọi người. Siêu thơm, cho nên là mỗi lần mà sử dụng xong là khi nào cũng muốn ôm con, hít hà con á. Thì nó rất là thơm luôn nha mọi người. Và cái này có Việt Nam có bán, Tiên nhớ không lầm là vậy. Nên là mọi người có thể kiếm thử cái hãng Noodle & Boo này nha. Đây, Tiên để đây cho mọi người xem nè. Ta-da. Đó. Tiếp theo là tã, chắc chắn là mọi người sẽ hỏi rất là nhiều nha. Thì thật sự nha, Tiên đã sử dụng qua phải 6 đến 7 hãng tã trong vòng 2 tháng nay rồi. Và hai cái hãng mà Tiên thật sự phải nói là Tiên phù hợp với con Tiên nhất, và Tiên thấy là thấm rất là tốt và không có bị tràn, thì là thứ nhất là cái tã này đây, của hãng Hankubi. Đây nha mọi người ơi, Tiên mua trên Lazada nha mọi người. Đây, Hankumi nha mọi người ơi. Và thứ nhất á, Tiên thích là tại sao? Thứ nhất là nó, tất cả các bịch tã nó đều trong cái bịch như thế này, rất là vệ sinh. Mọi người xé cái này ra là bên trong nó sẽ có cái tã. Đó, ok chưa? Và Tiên mua cái này là Tiên mua size S, là từ 3 đến 8 kg. Rồi cái hãng thứ hai á mà Tiên muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là Huggies Nature Made nha mọi người ơi. Hiện tại Tiên không có cái tã đó ở đây tại vì bé Tiên mới xài hết rồi. Nhưng mà cái Huggies Nature Made là Tiên sử dụng ở ban ngày là cực kỳ ok luôn. Rất là mềm mịn cho con nè, thấm rất là tốt. Và nó rất là vừa vào bụng của con. Nói chung là cái đó là tã ban ngày của Tiên. Còn cái Hankumi hồi nãy á, thì là Tiên sẽ sử dụng ban đêm. Tại vì cái cạp nó rất là cao cho nên là nó sẽ không có bị ướt lưng. Tại vì những cái tã trước á mà Tiên sử dụng nha mọi người, buổi tối á nguyên cái lưng nó ướt nhẹp. Mà Tiên tưởng là hả bị chảy mồ hôi nóng quá, nhưng mà không phải nha mọi người, là cái tã nó bị ngắn quá và nó không có thấm tốt, cho nên là nó tràn ngược lên lưng của con, là rất là phiền mỗi buổi tối phải thay. Cho nên là hai cái hãng tã đó là hai cái hãng mà Tiên rất rất là thích và chân ái của Tiên trong 2 tháng vừa qua. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến quần áo. Thì quần áo Kaden thì được tặng rất là nhiều quần áo ở bên Mỹ mang về là của hãng Carter's. Hãng đó thì cũng thuần dạng là ok, Tiên cũng thấy là rất là nhiều bạn mặc và giá nó cũng không có rẻ nha. Nhưng mà chất liệu thì phải nói là sao ta, nó cũng giống, nó cũng là cotton 2 chiều, cho nên là nó cũng không phải là quá mát. Thì hôm trước á, có mấy bạn ở bên Boo Baby nha mọi người. Hãng này Tiên thấy cũng rất là nhiều bạn ở Việt Nam sử dụng nè. Nó tên là Boo Baby, Tiên ghi ra cho mọi người nha, Boo Baby đó. Thì Tiên thấy là những cái bộ đồ này hả rất là xinh. Thứ nhất là vừa chất liệu, rất là mát mọi người. Bạn nào ở trong Sài Gòn mà mặc cái chất liệu này cho con thì sẽ thấy rất là thích á. Tại vì thứ nhất là co giãn cực kỳ tốt nè mọi người thấy không, nó là cotton 4 chiều á, nên là rất là co giãn luôn. Và thứ hai á, là nó rất là mát, cho nên là khi mà con Tiên mặc á, nó không có bị chảy mồ hôi, cũng như là thấm hút mồ hôi vô đây cũng rất là tốt luôn. Mẹ chồng Tiên á, khi mà thấy nhãn hàng tặng á, xong rồi hỏi Tiên là ồ cái này mua ở đâu vậy con, để mẹ mua thêm mấy bộ nữa tại mặc đã quá đó. Cho nên là đây là một cái nhãn hàng mà Tiên thấy là rất là phù hợp với lại các bạn nhỏ mà đang ở một cái khí hậu nó nóng hơn một chút, thì mặc cái này nó thật sự rất rất mát. Và con Tiên mấy bữa nay mặc có bạn rất là thích luôn á mọi người. Các bạn kiểu như là đồ rất là xinh nè đó, cho nên là highly recommend cho mọi người nhãn hàng này nha. Và trong video ngày hôm nay là Tiên không có nhận một đồng quảng cáo nào, tôi nói đây là những cái sản phẩm mà Tiên tự bỏ tiền ra mua hoặc là nhãn hàng gửi tặng cho Tiên, cho nên là mong là mọi người sẽ tham khảo và có thể lựa chọn được những cái sản phẩm phù hợp với con mình nhé. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video lần này của Tiên. Rất là vui khi được ngồi xuống đây và trò chuyện lại với mọi người về cuộc sống hiện tại cũng như là những cái sản phẩm mà Tiên yêu thích vào đây, để cho mọi người tham khảo cũng như là có thể mua hàng. Những cái sản phẩm này Tiên sẽ để link ở bên dưới nếu mọi người muốn tham khảo nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những vlog tiếp theo của Tiên. Tiên sẽ ráng vlog nhiều trong tương lai nữa nha. Cảm ơn mọi người, bye bye.